Chào mừng anh chị đã quay trở lại với Nu Skin 88. Anh chị thân mến, nổi lên như một sản phẩm dẫn đầu trong công cuộc bảo vệ chăm sóc làn da lão hóa, viên nang True Face Essence Future của Nu Skin ngày càng khẳng định giá trị thương hiệu thông qua công dụng tuyệt vời của nó. Tuy nhiên, anh chị đã thật sự biết cách dùng viên nang True Face đúng cách và hiểu hết về sản phẩm này chưa, khi tác dụng của True Face còn nhiều hơn anh chị nghĩ? Hãy cùng Nu Skin 88 tìm hiểu và giải đáp tất cả mọi thắc mắc về loại sản phẩm vượt trội này anh chị nhé! Đặc biệt là trong video, em cũng sẽ cập nhật rất nhiều chương trình khuyến mại và mã giảm giá, thế nên anh chị đừng bỏ lỡ bất kỳ một thông tin thú vị nào nhé! Video của chúng ta ngày hôm nay sẽ gồm có 4 phần như sau. Phần 1. Đối tượng sử dụng của viên nang True Face. Phần 2. Hướng dẫn sử dụng hiệu quả tinh chất True Face Essence Usual của Nu Skin. Phần 3. 3 lý do quyết định liệu trình sử dụng True Face cụ thể là như thế nào. Và phần cuối cùng, mách anh chị những mẹo làm đẹp da kết hợp với viên nang True Face. Để mở đầu video, em sẽ giới thiệu cho anh chị về những đối tượng sử dụng của viên nang True Face anh chị nhé. Nhiều người vẫn thường lầm tưởng rằng tinh chất làm săn chắc da A-Shock True Face Essence Usual chỉ phù hợp với những người phụ nữ ở độ tuổi trung niên hoặc bắt đầu có những dấu hiệu của làn da lão hóa. Tuy nhiên, ngoài cơ chế phục hồi và cải tạo độ đàn hồi săn chắc của làn da, True Face còn là sản phẩm dưỡng và chăm sóc da lý tưởng cho các cô gái tuổi đôi mươi. Công dụng của viên nang True Face không chỉ dừng lại ở việc làm giảm tác động của lão hóa lên da, nó còn là sản phẩm dưỡng ẩm, hỗ trợ làm trắng và đều màu da. Do đó, bất kỳ một người phụ nữ ở độ tuổi nào cũng có thể sử dụng True Face như một người bạn đồng hành trong công cuộc làm đẹp của mình. Nam giới cũng là đối tượng mà True Face hướng đến khi trong đời sống hiện đại ngày nay, phái mạnh cũng cần phải chăm sóc vẻ ngoài của mình, đặc biệt là làn da để có thể tự tin hơn trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Trong phần thứ hai của video, em sẽ hướng dẫn cho anh chị chi tiết cách sử dụng hiệu quả tinh chất True Face Essence Usual của Nu Skin anh chị nhé! Tinh chất True Face là loại sản phẩm mà anh chị có thể dùng thay thế các loại tinh chất hoặc essence thông thường. Cách dùng viên True Face Essence Usual sao cho hiệu quả, anh chị có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia ngay dưới đây. Đầu tiên, trước khi sử dụng, anh chị cần phải chuẩn bị những gì? Hãy làm sạch da mặt, tẩy trang và rửa mặt với sữa rửa mặt để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn bám trên da. Sau đó, sử dụng thêm bước nước hoa hồng để cân bằng độ ẩm và độ pH trên da. Đây là bước quan trọng tạo tiền đề để giúp tinh chất có thể thẩm thấu nhanh và sâu hơn vào các lớp biểu bì. Lưu ý, anh chị hãy rửa tay thật sạch trước khi rửa mặt và sử dụng True Face anh chị nhé! Tiếp nữa, cách sử dụng như thế nào để đạt hiệu quả? Anh chị thân mến, Nu Skin 88 xin hướng dẫn cách sử dụng True Face như sau. Anh chị hãy sử dụng một viên A-Shock True Face, vặn lấy từ 2 đến 3 giọt tinh chất rồi thoa trực tiếp lên da mặt. Chú ý massage nhẹ nhàng trên toàn bộ vùng da, theo chiều từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, có thể sử dụng thêm tại những vùng da mà anh chị quan tâm. Về tần suất, mỗi ngày nên sử dụng tinh chất True Face 2 lần vào sáng và tối là tốt nhất. Đảm bảo tần suất chuẩn và thường xuyên sẽ giúp hiệu quả tăng cường độ ẩm và làm săn chắc da nhanh hơn. Về vỏ viên True Face, vỏ viên được chiết xuất và làm hoàn toàn bằng tảo biển. Sau khi sử dụng hết tinh chất, anh chị nên ngâm vỏ viên với một ít xịt khoáng napka, chờ tan ra và thoa vào cổ hoặc cánh tay để dưỡng ẩm cho những vùng da này. Vậy sau khi sử dụng, anh chị cần làm gì? Viên True Face cần được đựng trong hộp kín và bảo quản ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp. Như anh chị đã biết, True Face thuộc dạng tinh chất serum, vậy nên sau khi sử dụng, anh chị nên sử dụng thêm một lớp kem dưỡng. Bước này như là một bước để khóa ẩm, giúp giữ lại những dưỡng chất ở bước trước đó. Nên sử dụng kem dưỡng sau khoảng 5 phút sau khi dùng True Face. Và tiếp theo, em sẽ nêu ra 3 lý do quyết định liệu trình sử dụng True Face cụ thể là như thế nào anh chị nhé! True Face là sản phẩm chống lão hóa hàng đầu của Nu Skin. Hiện nay, sản phẩm này nhận được sự quan tâm rất nhiều từ chị em. Công dụng của True Face là điều có thể chứng minh được qua những review của khách hàng đã sử dụng sản phẩm. Chắc hẳn, nếu chỉ sử dụng 1-2 lần thì không thể thấy được hiệu quả của sản phẩm có thể mang lại cho làn da của anh chị. Chính vì lý do đó mà rất nhiều chị em đã quan tâm tới liệu trình sử dụng True Face mất bao nhiêu ngày là có kết quả. Bởi để thay đổi một làn da từ có khuyết điểm trở nên hoàn hảo thì cần rất nhiều yếu tố. Và sau đây, Nu Skin 88 sẽ giúp anh chị giải đáp tất cả những thắc mắc đó. Lý do đầu tiên, liệu trình sử dụng True Face phụ thuộc vào chu kỳ tái tạo da của anh chị. Tác dụng của viên True Face lên da chỉ có một cơ chế, nhờ etosin giúp kích thích sản sinh collagen để nuôi dưỡng, tăng độ đàn hồi của các sợi elastin dưới da, giúp da trở nên săn chắc và mịn màng. Công thức A-Shock độc quyền từ Nu Skin giúp chống lão hóa cho làn da, ngăn ngừa các gốc tự do gây nên các vấn đề lão hóa như chảy xệ, sần sùi, nám, sạm, tàn nhang.
và việc sản phẩm có hiệu quả nhanh hay chậm phụ thuộc rất lớn vào chu kỳ tái tạo da của anh chị. Vậy chu kỳ tái tạo da là gì? Nếu như anh chị là một người quan tâm tới skincare thì chắc chắn đã biết về chu kỳ tái tạo da. Một làn da sẽ cấu tạo bao gồm 3 lớp là thượng bì, trung bì và hạ bì theo thứ tự từ trong ra ngoài. Sau một chu kỳ tái tạo da thì lớp thượng bì này sẽ được đổi mới, tuổi càng lớn, quá trình tái tạo da lại càng chậm. Thời gian trong một chu kỳ phụ thuộc vào tuổi tác, cơ địa, chế độ dinh dưỡng, quá trình chăm sóc cơ thể của mỗi người. Thường một chu kỳ sẽ dao động trong khoảng thời gian từ 28 ngày đến 3 tháng. Chính vì thế mà người ta vẫn hay bảo rằng để da đẹp là phải kiên trì, dùng mỹ phẩm ngày 1, ngày 2 không đẹp được nhưng chịu khó một thời gian thì sẽ cực kỳ đẹp. Vậy thời gian tái tạo da của cơ thể là bao lâu? Anh chị thân mến, theo chu kỳ thì từ 10 đến 30 ngày, lớp sừng sẽ bị già hóa và già đi, trở thành tế bào chết. Nếu anh chị còn trẻ thì làn da có cơ chế tự dựng tế bào chết. Nhưng khi càng lớn tuổi thì quá trình thay da càng chậm lại, mà anh chị cần phải có một sản phẩm hỗ trợ tẩy tế bào chết. Thông thường thì làn da ở độ tuổi trên 40 trở lên thì chu kỳ diễn ra từ 45 đến 60 ngày, tốc độ lão hóa diễn ra rất nhanh. Chính vì thế, TrueFace có hiệu quả thật sự lên mỗi người như thế nào thì còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đặc biệt là đối với những ai đang có dấu hiệu lão hóa lâu thì để viên TrueFace có thể tác động lên làn da của anh chị thì anh chị cần phải kiên nhẫn. Ít nhất là đợi xong quá trình tái tạo da của anh chị. Nếu như da càng lớn tuổi thì thời gian lấy lại vẻ đẹp càng lâu. Nhưng anh chị hãy yên tâm, bởi sau quá trình tái tạo da thì làn da sẽ lấy lại được và duy trì được lâu hơn vẻ đẹp ấy. Lý do thứ hai, liệu trình sử dụng TrueFace phụ thuộc vào tình trạng da của anh chị nữa. Tùy thuộc vào tình trạng da của anh chị để quyết định, anh chị nên theo liệu trình sử dụng TrueFace nào. Tuy nhiên, để viên TrueFace Essential có thể đạt được hiệu quả tốt nhất, anh chị nên sử dụng theo đúng liệu trình khuyên dùng trên sản phẩm. Bởi để tái tạo da thì làn da cần tới 28 ngày để đổi một làn da mới mẻ, tươi trẻ hơn. Nếu như anh chị đang trong quá trình tái tạo da để lấy lại làn da thanh xuân này, anh chị nên dùng 2 viên trên một ngày vào buổi sáng và buổi tối. Còn sau thời gian đó thì nên dùng 1 viên một ngày. Đặc biệt là anh chị nên sử dụng liên tục trong thời gian tái tạo da, hạn chế việc ngày dùng, ngày bỏ khi sử dụng viên nâng cơ TrueFace New Skin. Khi đó thì rất khó để viên TrueFace có thể phát huy được tất cả hiệu quả của nó. Và đặc biệt, khi phụ nữ bước qua độ tuổi 25 thì làn da bắt đầu mất đi lượng collagen, điều này khiến cho làn da nhanh lão hóa hơn bao giờ hết. Việc sử dụng viên TrueFace liên tục có vai trò cực kỳ quan trọng, bởi nó sẽ giúp ức chế việc hình thành các tác nhân gây lão hóa trên da, duy trì làn da ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất cho anh chị. Và lý do cuối cùng, liệu trình sử dụng TrueFace phụ thuộc vào cách mà anh chị sử dụng. Tất nhiên, một sản phẩm tốt là điều kiện cần, nhưng cần sử dụng đúng cách lại là điều kiện đủ. Trong quá trình sử dụng viên nâng cơ TrueFace, cách massage khi sử dụng sản phẩm rất quan trọng. Sau khi làm sạch da mặt, sử dụng nước hoa hồng và sử dụng TrueFace, sau đó sử dụng thêm một lớp kem dưỡng ẩm để khóa ẩm làn da và giữ các tinh chất không bị bay hơi. Anh chị hãy massage theo hướng từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, thời gian massage thường từ 2 đến 3 phút. Sau đây, Nuskin 88 sẽ đưa ra những lời khuyên dành cho anh chị. Không riêng gì việc sử dụng TrueFace mà khi sử dụng bất kỳ một loại mỹ phẩm dưỡng da nào, để hiệu quả của sản phẩm diễn ra nhanh chóng, anh chị cần có cho mình một chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt ngủ nghỉ hợp lý. Việc này giúp cho da được chăm sóc từ bên trong, anh chị có thể bổ sung thêm bằng các thực phẩm bổ sung khác. Lưu ý tiếp theo là chống nắng hàng ngày chính là điều tiên quyết để làn da được bảo vệ tốt nhất. Bên cạnh đó, tẩy tế bào chết thường xuyên định kỳ 1 tuần 2 lần, nên chọn các sản phẩm tẩy tế bào chết dạng an toàn cho da. Việc tẩy tế bào chết rất quan trọng khi chúng ta dùng mỹ phẩm dưỡng da. Không tẩy tế bào chết dẫn đến việc bỏ ra rất nhiều tiền để mua mỹ phẩm và làm đẹp nhưng vẫn không thấy hiệu quả gì. Vì đây là vấn đề hơi cá nhân hóa, mỗi người có một làn da khác nhau nên để rõ hơn, chị em có thể nhờ nhân viên tư vấn hỗ trợ từ A đến Z trong quá trình điều trị. Hãy gọi đến Nuskin 88 qua hotline 083 551 9999 hoặc truy cập vào website nuskin88.com. Hoặc anh chị cũng có thể để lại số điện thoại của mình ngay bên dưới video này, nhân viên của bên em sẽ ngay lập tức gọi điện và tư vấn cho anh chị nhé. Và trong phần cuối cùng của video, em sẽ cung cấp cho anh chị những mẹo làm đẹp da mặt kết hợp với viên nang TrueFace. Anh chị thân mến, khả năng tuyệt vời của viên nang TrueFace không chỉ được giới thiệu qua vài dòng miêu tả. Tác dụng của sản phẩm đã được các chuyên gia kiểm nghiệm lâm sàng cùng với sự chứng nhận của những khách hàng đã sử dụng sản phẩm trước đó. Nếu vẫn còn phân vân về công dụng của TrueFace, anh chị hoàn toàn có thể tìm đến những bài review viên nang TrueFace để có cái nhìn khách quan nhất về sản phẩm.
Tuy nhiên, bên cạnh sở hữu một sản phẩm chăm sóc da True Face, anh chị cần hiểu rõ cách dùng viên Adrenal True Face. Chế độ luyện tập và ăn uống hàng ngày cũng có tác động không ít đến làn da của anh chị. Do đó, nếu muốn có được làn da khỏe đẹp toàn diện, cần có phương pháp kết hợp chăm sóc và nuôi dưỡng da từ bên trong lẫn bên ngoài. Bên cạnh đó, anh chị cần nên có chế độ luyện tập thể dục thể thao phù hợp, nên vận động nhẹ vào buổi sáng sớm hoặc trước khi đi ngủ. Nên kiêng ăn những thực phẩm nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh và đồ uống có ga. Không sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá. Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya và làm việc quá sức, đặc biệt phải có chế độ nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý. Nếu có bất kỳ một thắc mắc nào về sản phẩm viên nang True Face Essential của Nu Skin, anh chị hãy liên hệ với Nu Skin 88 qua hotline 083 551 9999 hoặc truy cập vào website nuskin88.com để được hỗ trợ nhanh nhất anh chị nhé. Đặc biệt, em sẽ cung cấp cho anh chị một mã giảm giá, đó là Giang138. Khi mua hàng trên website, anh chị hãy cung cấp mã này để được nhận giảm giá anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những thông tin trên, Nu Skin 88 có thể giúp anh chị phần nào trong việc chăm sóc và bảo vệ làn da lão hóa, góp phần làm đẹp và giữ gìn tuổi thanh xuân của anh chị. Chúc anh chị thành công và nhanh chóng sở hữu làn da như mong muốn với tinh chất True Face. Nu Skin 88 chúc anh chị có một ngày tốt lành và hẹn gặp lại ở những video sau.